tìm giải pháp tài chính khôn ngoan để mua căn hộ cao cấp. Từ cuối năm 2018, đầu năm 2019, các sản phẩm căn hộ tầm trung ngày càng được người mua bất động sản ưu tiên lựa chọn nhờ mức chi phí hấp dẫn cùng chất lượng và thiết kế phù hợp với xu hướng thị trường. Tuy nhiên, nhiều khách hàng mặc dù rất yêu thích các căn hộ nằm trong không gian xanh với hệ thống tiện nghi đồng bộ và hiện đại vẫn phải từ bỏ vì không tìm được giải pháp tài chính vừa vặn với khả năng chi trả của bản thân và gia đình nắm bắt được nhu cầu cùng với mong muốn hỗ trợ khách hàng tối đa để họ có thể sở hữu ngôi nhà trong mơ càng sớm càng tốt. Gamuda Land đã đưa ra những ưu đãi vượt trội chỉ trong quý 2 năm 2019 dành cho The Zen Residence, tổ hợp chung cư tiện nghi với thiết kế ưu việt nằm giữa khu đô thị xanh mát Gamuda Garden. Khác với các dự án nhà ở giá rẻ bình dân từng rất nóng trên thị trường trong thời gian một vài năm trở lại đây, mà người mua có thể dễ dàng tiếp cận qua các khoản vốn sẵn có của mình, hoặc các khoản vay nhỏ từ người thân. Việc đầu tư một căn hộ tầm trung yêu cầu phải có các giải pháp tài chính đồng bộ và đảm bảo hơn như vay ngân hàng hay trả góp. Đặc biệt, các chính sách đồng hành của chủ đầu tư sẽ là yếu tố then chốt để khách hàng quyết định lựa chọn một dự án nào đó. Nếu đã có ý định an cư lạc nghiệp tại một trong những dự án bất động sản quy mô, hiện đại và có môi trường xanh nhất tại Hà Nội, quý 2 này chính là thời điểm vàng để khách hàng quan tâm đến The Gen chính thức đầu tư, và quan trọng hơn là nhận nhà trong thời gian cực ngắn và bắt đầu cuộc sống mới đầy hứa hẹn cho gia đình mình tại đây. Từ nay đến mùng 10 tháng 5 năm 2019, khách hàng sẽ được nhận nhà ngay khi thanh toán 30% giá trị hợp đồng và được hưởng ưu đãi ân hạn nợ gốc với lãi suất 0% trong suốt 24 tháng sau khi thanh toán lần đầu. Một phép tính nhầm đơn giản, đối với căn hộ thiết kế một phòng ngủ thiết kế thông minh tràn ngập ánh sáng tự nhiên, phù hợp với các đôi vợ chồng trẻ mới kết hôn và chưa có điều kiện tài chính dư giả, khách hàng sẽ được nhận nhà ngay khi thanh toán 30% giá trị hợp đồng chỉ khoảng 49 ,000, 000 đồng tương đương mức giá một căn hộ bình dân giá rẻ với chất lượng và chi phí vốn không thể so sánh với The Gen Residence. Số tiền còn lại khoảng 1,145,000,000 đồng sẽ không bị tính lãi suất trong vòng tối đa 24 tháng. Một khoảng thời gian hợp lý để khách hàng có thể xem xét các giải pháp tài chính khả thi mà không gặp áp lực về tiền bạc, gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Đồng hành cùng với chương trình hỗ trợ này, mỗi tuần khách hàng còn có cơ hội trúng điện thoại iPhone X khi thanh toán lần đầu. Còn nếu mới chỉ quan tâm đến mức giá và chương trình ưu đãi của nhà đầu tư Gamuda Land, mà chưa tìm hiểu về sản phẩm chung cư tầm trung vượt trội này, thì The Gen Residence sẽ thuyết phục khách hàng bằng không gian sống xanh như một khu nghỉ dưỡng giữa lòng Hà Nội, thiết kế thông minh hòa mình với thiên nhiên và hệ thống tiện nghi đồng bộ góp phần nâng cấp chất lượng cuộc sống của cư dân. The Gen Residence nằm trong lòng Gamuda Garden, thiên đường an cư nghỉ dưỡng trải rộng trên 73 ha là một trong bốn khu phức hợp chính của dự án Gamuda City có mật độ cây xanh, hồ nước, tiểu cảnh lớn lên đến 52%. Các căn hộ 1, 2 và 3 phòng ngủ của Thezen Residence với diện tích từ 54m2 tới 94m2 mang đến lựa chọn đa dạng phù hợp với các nhu cầu khác nhau của khách hàng như dành cho cặp vợ chồng mới cưới hoặc gia đình có nhiều thế hệ cần không gian chung để gắn kết nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư cho từng thành viên. Các phòng ngủ đều được tiếp xúc với nguồn ánh sáng và không khí tự nhiên nhờ có triết lý thiết kế tối đa hóa sự hiện diện của thiên nhiên trong từng không gian. Các không gian xanh và mở cũng sẽ được tìm thấy trong các tiện nghi chung như vườn thượng uyển trên cao, bể bơi vô cực khu thể thao ngoài trời hay khu vui chơi trẻ em. Toàn bộ các tiện nghi nhà hàng, quán cà phê, phòng gym, spa, thư viện, khu sinh hoạt cộng đồng đều thỏa mãn tối đa nhu cầu của cư dân khi được phân bố tại mỗi tòa của tổ hợp 3 tòa chung cư Thezen Residen. Thêm vào đó, sự hiện diện của trường học quốc tế, bệnh viện, trung tâm thương mại hiện đại càng góp phần biến Gamuda Garden thành thiên đường cho cuộc sống hiện đại, tiện nghi mà an lành giữa lòng thủ đô. Với các chính sách linh hoạt và ưu đãi từ nhà đầu tư, The Zen Residence đang là lựa chọn số 1 cho căn hộ tầm trung tại Hà Nội. Ánh Dương. Theo nhịp sống kinh tế